Các bạn có thấy là cảm giác nó khá vuông vuông,
bởi vì nó chẳng hết mất đi một phần thể là có khô. Tất cả các đầu tiên của những người bệnh sau khi người ta ông được gửi ra đấy là người ta bốc ra, bởi vì là khi mà cái xe nó rất vỡ thì là áp lực của người ta nó rất là lớn, người ta sẽ bớt đau một bác sau đó thì bớt khó thở bởi vì người ta hít nó sâu hơn và 10 phút sau, 1-2 ngày sau người ta mới bớt khô. Tôi nhắc lại điều kiện của một xe đấy là ổ xe nó phải đủ lớn này, thứ hai nó không có phế quản này, thứ ba là thành áo xe nó mỏng này. Thế còn nếu như mà nó không cần cái chỗ đấy thì chúng ta cần phải gặp hút chủ động chuyên thành của bà con nội soi nhé. Giai đoạn đập mủ nó kéo dài ngắn hay dài là hoàn toàn phụ thuộc vào kích thước của ống xe. Cái giai đoạn này là bệnh nhân chết nhiều nhất. Chết do cái gì? Các em sẽ chết do gì? Nhiễm khuẩn này. Sốc. Ống mủ nó còn nhiễm cái gì nữa không? Giai đoạn đập mủ nó chết nhiều hơn các bạn sốc ở đây là trên. Các em thì nguy cơ chết ở bệnh nhân này là gì? Nhiễm độc. Đấy là người ta sẽ bị sặc đờm, sặc mủ, và chết. Thứ hai là đờm nó không sặc thì nó hít chậm ngược lại và nó sẽ chạy sang cái phía bên còn lại, nó gây ra là micro áp xe. Lúc đấy làm gì? Thế các bạn sẽ làm được gì? Nếu như mà sặc ngay lúc đấy thì có chết không, làm cái nào được bởi vì nó rất là căng, đau ra là. Còn nếu như thành micro thì tốt nhất là các bạn rửa cổ, cái gọi là rửa toàn bộ cổ. Các bạn có nhìn thấy rửa cổ bây giờ chưa? Có một cái bệnh viện mà ngày nào người ta cũng rửa cổ cho bệnh nhân, đấy là bệnh viện của ngành than. Mỗi một ngày người ta rửa khoảng từ 3 đến 5 ca một phòng, mỗi một ca rửa kéo dài nhất là 4 tiếng, còn trung bình là 2 tiếng rưỡi. Người ta rửa cổ với ngang cho những người ở trong ngành than, bởi vì là người ta làm trong hầm mỏ ấy, hít phải cái đấy nhiều, người ta sẽ rửa cổ với bệnh nhân. Và các bạn nào có điều kiện thì các bạn có thể làm cái chuyên khoa đấy, các bạn biết là sẽ có một cái kỹ thuật đấy, còn người ta gọi là kỹ thuật rửa mủ của bọn Việt Nam. Thế còn các kỹ thuật rửa thông thường thì lấy đi mủ xe hoặc là rửa đấm vào cổ, người ta làm rất là phổ biến. Ở bệnh viện thì không làm thôi, chúng ta có chuyên khoa khác thôi, người ta đều làm hết. Tất cả nó phụ thuộc vào cái máy thôi. Cái máy này có máy hút mà tốt thì đổ 50ml đúng không? Và tôi lại hút được 50ml ra. Cháu hút vào nó lại không đến ra. Nên là các bạn lưu ý nhé, ở cái giai đoạn này chúng ta cần phải theo dõi bệnh nhân thật sát, nói về điều dưỡng là chú ý bệnh nhân, nếu không người ta không đủ là người ta sẽ nguy cơ tử vong. Chúng ta phải quản lý cái mủ này cho vào một ca có nắp đậy trong và 100ml để chúng ta theo dõi hàng ngày. Hôm nay bệnh nhân ông cho 100ml, ngày mai mà nó 200 là to lắm, ngày mai mà nó 300 thì sắp lửa nó vỡ cổ nó chết. Hôm nay 100, ngày mai còn 50, nhưng mà nó phải hết sốt. 50 mà nó vẫn sốt thì sợ là nó lại bút sang bên kia đấy. Vì vậy chúng ta phải theo dõi thật là sát rồi nha. Sau khi ập mủ được khoảng 57 ngày thì bệnh nhân sẽ đến cái giai đoạn cuối cùng là giai đoạn hành thang. Giai đoạn này là giai đoạn lâu nhất trong quá trình điều trị bệnh nhân áp xe phổi. Nó không cần phải kéo dài. Ngày xưa khi người ta không có thực hiện phẫu thuật tùy phổi, nó còn có dài chẳng có dài hơn 3. Còn bây giờ thì nếu như mà từ sau một tháng mà điều trị cái ổ áp xe nó không mất đi hoặc là không thành xẹp là người ta sẽ mổ cắt phổi chủ động của bệnh nhân. Mà các bạn xem hình này. Nhập xe đi. Bạn thấy rõ chưa? Cắt cơ phế quản. Đây bỏ xe lớn thứ hai, ông vẫn rất là gần với cả phế quản gốc, người bệnh nhân sẽ ập ra. Và khi bị ập ra đây, tự nhiên nó nhảy từ bên trái sang bên phải. Đây là hai cái khác nhau của hai cái khác nhau. Hôm trước cũng vậy.
bệnh nhân để đài bọc bột đủ xong nó để cho bên phải. Tốt, quan sát được thế, tốt. Xin lỗi, đây là cô lấy ảnh của anh đến thế nào. Đây là hình ảnh mà sau khi ông ta nó có hút hơi, có hút nước rồi. Bạn nhìn đấy. Đây là CT ạ. Bạn nhìn được cái đang có mấy ổ xe đấy ạ. Bạn nhìn ạ. Khi chụp CT chúng ta sẽ ước lượng được kích thước từ cái vị trí của xe ra đến cả cái quả gốc. Nó xa quá. Nhưng mà đến giữa thế nào này cũng không đến. Thằng này là số chết rồi. Thành của xe thì dày chúng ta không bao giờ mới tăng được. Còn nếu không được đây chúng ta bắt buộc phải lấy con bằng cổ thì đường vàng không có cách nào. Cũng thế mình biết của xe thì mình ngay giữa cổ này thì ra. Không phải là mình không biết chữa mà đến số chết. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái chỗ xe này nhé. Đây là phế quản gốc đúng không? Chúng ta chụp đây là đen gì này. Các bạn thấy khác không? Đúng chưa? Nó khác có thể một nhà. Cái tim đây là cái mô bụng bình thường, cái quần xung quanh này. Cái cổ xe này nó cũng rất là nhỏ. Nó sẽ quần tim hơi lớn như này, nó sẽ đổ phải. Đây là hai vị trí ô xe. Còn nếu không thì chúng ta không thấy được. Nhưng mà làm sao? Các bạn nhìn đây là cổ sống, đây là sữa. Đông làm thế nào được xuyên qua cái cốc hút đòn để vào cái chỗ này. Thằng này lại cũng viêm ngu. Nhưng mà may nó bé rồi thì còn xin nó sẽ hết nhé. Còn đây là điều trị sau khi mà nó thành sẹo này. Nhìn được cứ cô nó tội nghiệp chứ. Nó kéo xung quanh họ kia này. Nó làm cho cái bộ ổ đủ của nhân đấy. Đó, đây là cái ổ nhỏ. Còn đây là ổ lớn, nó được bọc bờ đầu dân không thứ. Cái này các bạn nhìn cái chỗ này nó xóa bờ, nó không nhìn thấy rõ màng phổ. Cái này nó đang vỗ vào màng phổ. Vậy nếu không có bị áp xe ấy, thì mình làm thế nào cho nó sát được cái thằng này nhá. Hoặc ta khi để giữa này ai mình cũng có sức nước không có lối vào để chọc chưa. Đây là cách chúng ta lấy bệnh cổ. Sau khi mà bệnh nhân của chúng ta chọc xong rồi chúng ta sẽ phải lấy ngay. Các trường hợp mà bệnh nhân của chúng ta nghi là như phong đít, các bạn phải cho được kỹ thuật viên kẹp cái ống nghiệm vào trong mách để cho nó ống lên. Thế xong mà lấy được đồng xong rồi đồ ống nghiệm xong rồi phải kẹp vào mách chạy lên không tiết kiệm. Nếu không thì cái nha vào nó sẽ đóng kén. Các bạn sẽ không biết đấy là có phải làm nhưng mà đâu cũng không cũng có định dùng tim hay không. Điều trị. Chúng ta điều trị. Không khác với cả viêm phổi đồng ấy nhưng mà người ta không cần biết. Người ta sẽ phối hợp ngay cả khi động. Và vì nó là cái khuẩn khí nên người ta sẽ phối hợp luôn là kháng sinh nhóm cefalosporin dạng 3 với cả thiolol luôn. Hoặc là chúng ta sẽ nếu như mà đợt thì nó có nghi là do ít thì chúng ta sẽ sử dụng hơn thiolol luôn. Có một số tác giả người ta khuyến cáo là dùng đến khi nào mà nó xóa hết được hình ảnh của tôi. Thì như tôi nói với các bạn là ngày xưa ấy, để xóa được hình ảnh thậm chí có những người bệnh nhân được trị lớn nhất người ta cũng phải điều trị đến 3 tháng. Nhưng mà 3 tháng dài đằng đẵng cứ nằm ở trong bệnh viện điều trị 2 kháng sinh. Có khi mình cứ chết mà quên, cứ bởi vì chết trước là gì? Toàn bộ cái khuẩn đường ruột đến trong ruột hết. Ăn không ngon, ngủ không yên, nằm ở trong bệnh viện đau đớn cũng thì vậy bây giờ ta quyết định là nếu như mà không có những thứ này người ta sẽ mổ xuống. Đấy là áp theo cổ đã tính, người ta tính rằng là bây giờ chỉ cần 1 tháng 30 ngày người ta sẽ phẫu thuật xong. Đúng không? Nếu như mà hết những cái đồ bây giờ là gì hoa trong đó? Thì sợ là cái hang lao, à cái xin lỗi, cái hang của xe nó lớn hơn vỗ và động mạch chủ quản, người ta sẽ thắt thủy phổi, thủy động. Trên nền của cơ chi phổi, nó có áp xe. Áp xe phổi của họ bị giãn thủy quản, cũng bao giờ được khỏi được luôn. Cứ sắp khỏi rồi ngủ cái chỗ giãn phế quản nó lại chảy vào lại. Bởi vì nó thành một cái hang, sau đó nó lõm mà. Thì hít thở cái chỗ nào mà áp lực nó lớn hơn thì nó sẽ rút đầu về đấy. Cũng rút đầu mà tất cả nó kéo ngang để chuyển phế quản về cái chỗ mà có hang. Hút hết vào đấy một cái không khí ùa vào đấy áp lực nó lớn. Như là kiểu như một cái túi ngủ. Không bao giờ khỏi được nên tốt nhất là chúng ta sẽ phẫu thuật đánh sập sườn không đứng được. Cổ áp xe lớn trên 10cm, cái này mà vỡ là tràn máu, tràn nhiều mà cổ khủng khiếp luôn. Người ta sẽ cổ bị rộng và hoặc là bây giờ người ta sẽ hút xuống. Hoặc là có giỏ vật thực quản của con bằng cổ.
ta phải điều trị sớm, phẫu thuật sớm, mở được lên vào cùng tín hiệu. Còn những cái trường hợp mà có ra lớn quá, nó thậm chí nó có thể vỡ đồng đào ngoài tim, nguy hiểm lắm. Nhưng cũng rất là chúng ta nên làm sớm. Thật ra bây giờ nói về quản lý rất là như thế thôi, chứ còn bây giờ kháng sinh nó rất là tốt, ăn cũng tốt, ngủ cũng tốt, phát hiện được bệnh sớm, có CT sớm. Ngày xưa các điều kiện của bé nhẹ nó ít, nên là chúng ta mới có những cái chỉ định những lượng nặng nề. Loại trừ và nhớ bệnh nhân của chúng ta không có điều kiện để tiếp xúc với cả các phương tiện của nó hiện tại thì có thể nó gây như thế này. Có hỏi đúng không ạ?